Chào anh em đến với Mê Cá Rồng. Hôm nay là xôi cá rồng tập 4. Thì mình sẽ xôi con cá siêu đuôi càng của mình nè. Con cá này lúc mình mua giá của nó là 70 triệu nè. Thì mình sẽ cho anh em xem cái clip mà lúc mình chốt con cá này. Anh em dễ thấy là con cá này lúc mà mình chọn mua đuôi càng nó quá đẹp đi, nhìn hết hồn, mình thấy là mình chốt liền luôn. Nhưng mà về đây do mình thiếu kinh nghiệm, anh em mình nuôi mình cho nó ăn hơi nhiều, thành ra bây giờ nó không có được như xưa nữa. Anh em để thấy là cái tỷ lệ đuôi càng nó không có lồng lộn như mà cái clip đầu mình cho anh em xem. Đấy. Thì khi nào anh em chơi những cái con đuôi càng này, anh em nhớ một điều là phải nuôi cho nó cái chế độ chết đói, không có cho nó ăn thoải mái được. Có một thời điểm mình cho nó ăn một ngày 3-4 con nhái, nghỉ trong tháng liền á nè, không có kinh nghiệm người nuôi kiểu đó, rồi nó bể phọt. Rồi sau đó là mình học được cái bài học rất đắt giá về cái chế độ ăn của cá. Không phải con nào mà cũng bơm cho nó ăn xả láng được. Con này là mình nhịn đói, mình cho nó nhịn đói và cho nó ăn kiêng dữ lắm là mới lấy lại được cái dáng như vậy. Chứ nếu mà cho ăn xả láng cái kiểu cũ là bây giờ chắc nó thành con đuôi càng mười mấy triệu quá. Đấy. Rồi bây giờ mình xôi kỹ vào con cá để xem. Thì con cá này mình vẫn giữ được mắt môi nó ok nè. Mình chưa có ốp đèn, chưa có làm gì nó hết. Đấy. Có một điều là con cá này có vẻ như là nó không thích hợp nuôi phông trắng nè. Anh em nhìn cái phần cái lồng vẫy của nó ở cái vây sau đó, nó có những cái đen đen đó. Thì anh em gặp con cá như vậy anh em không nên nuôi phông trắng, nó không nên nuôi vẫn được nhưng nó không đẹp gọi là hoàn hảo. Anh em nhìn cái lồng vẫy chỗ này nó có cái chấm đen đó là nó sẽ hợp với nuôi phông đen thì nó đẹp hơn. Với lại vẫy lưng nó nè, nó không có lên cao. Để mình quay qua con kế bên anh em cho anh em xem con nuôi phông trắng thích hợp là như thế nào. Ở đây nè, anh em thấy một điều là cái ánh kim nó rất là mạnh, là cái mấy cái vẫy ở cái phần đuôi dưới của nó không có cái chấm đen đậm ở trong cái lồng vẫy. Đấy, thì một con như vậy nuôi phông trắng rất là đẹp. Khi nó lớn hơn tanh nên cái viền vẫy nó màu đỏ nó rất là phê. Với lại cái ánh kim nó leo hết trơn lưng nữa nè. Thấy nè không? Thì mặc dù nó bị béo phì nhưng mà nhìn đuôi càng nó cũng còn không tệ hết nè. Thế thì mình sẽ cố gắng cho nó ăn kiêng để lấy lại phong độ khi xưa. Để sẵn nó kè mấy con cá lô kiến mình chuẩn bị thả vô mình quay cho anh em xem. Anh em nhìn cái tỷ lệ đuôi càng với cái mình của nó. Con cá giá trị hay không là ở cái bộ đuôi càng. Những con cá này mà chuyển hồ hay bắt đi đâu mà dám thử không bỏ thuốc mê coi. Nó quẩy một cái là hy sinh luôn. Nó lườm lườm mấy con cá lô kiến mới mùa. Màu của nó cũng bắt đầu lên rồi nè. Con này là chưa tan đen luôn, màu này là nó lên tự nhiên. Viền vẫy nó cũng lên rồi.
Thì con này là càng hạ tự nhiên nha nè. Đó, anh em thấy rõ cái viền quẩy không? Đó, tỷ lệ đuôi càng quá đã. Chỉ một cái là cái lồng vẫy của nó hơi đen, nó không thích hợp nuôi phong trắng rồi. Con này mình nghĩ tương lai chắc màu cũng ổn rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã xem tới đây. Mình chỉ soi chút đỉnh vậy. Con này thì không có gì nhiều để chê. Cái độ đẹp của nó thì nó cần phải thêm thời gian nữa. Cái này nó lỡ lỡ. Cảm ơn nè.